Trong những ngày vừa qua, bộ phim Dưới Ánh Mặt Trời, Vật Trong Tay đã khiến cho các mọt phim Hoa ngữ phải một phen náo loạn bởi màn đánh úp không hề báo trước. 6 tập đầu tiên của Dưới Ánh Mặt Trời đã chính thức lên sóng vào ngày 25 tháng 12 trên Mango TV. Bộ phim rất nhanh chóng thu hút được đông đảo lượt xem bởi nội dung hấp dẫn. Trong đó, tên đệ nhất cha nam Phong Tiêu Thanh, tên nguyên tác là Phó Thận Hành, đã khiến nữ chính lẫn khán giả rét run vì những hành động ghê tởm và gương mặt lạnh như người chết. Có thể nói, bộ phim đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trước khi bộ phim lên sóng, nhiều nguồn tin nói rằng Dưới Ánh Mặt Trời sẽ phá nát nguyên tác. Nhưng sau khi xem xong 6 tập đầu tiên, ai nấy cũng phải công nhận bộ phim bám rất sát nguyên tác. Bộ phim Vật Trong Tay được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bối Hân, dự kiến lên sóng vào quý tư năm nay. Từ khi mới công bố thông tin về dự án, Vật Trong Tay đã gây xôn xao làng giải trí vì nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết quá mức kinh hoàng. Trong đó đáng chú ý có đoạn nam chính cưỡng hiếp nữ chính. Sau đó, nữ chính còn bị nam chính giày vò, hãm hại và gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng vì mất tất cả. Tính đến thời điểm hiện tại, điều duy nhất bị thay đổi chỉ là tên của nhân vật mà thôi. Bên cạnh đó, diễn xuất của các diễn viên cũng là một điểm sáng của Dưới Ánh Mặt Trời. Vậy nên, mọi thứ xem như đã vượt qua mọi sự trông đợi từ phía khán giả. Dưới đây là những điều hấp dẫn ở Dưới Ánh Mặt Trời mà các mọt phim không thể bỏ qua. Kịch bản ngôn tình gây sốc nhất năm. Dành cho những ai không biết thì Dưới Ánh Mặt Trời là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Vật Trong Tay của tác giả Bối Hân. Tuy nhiên, kịch bản ngôn tình của bộ phim lại không đi theo mô típ ngọt ngào, lãng mạn mà ngược lại sẽ khiến nhiều người phải giật mình bởi sự tàn khốc mà nam chính dành cho nữ chính. Vật Trong Tay bắt đầu khi nữ chính Kha Oánh, Thái Văn Tịnh thủ vai đụng độ tên cướp nguy hiểm thân Thế Kiệt, Bành Quánh Anh thủ vai. Trên đường đi gặp bạn trai và bị hắn ghi hận. Sau này, thân Thế Kiệt sử dụng tên gọi Phong Tiêu Thanh để tiếp cận trả thù Kha Oánh. Hắn sử dụng nhiều hình thức khác nhau để tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác của cô, khiến cô sống không bằng chết. Phong Tiêu Thanh bởi vậy mà vẫn luôn cho rằng Kha Oánh sẽ mãi là đồ vật nằm trong bàn tay mình. Về phía nữ chính Kha Oánh, trải qua nhiều lần bị hành hạ dã man, cô nàng dường như mạnh mẽ hơn trước người đàn ông xấu xa này. Quyết tâm về một ngày sẽ vạch trần bộ mặt Phong Tiêu Thanh luôn âm ỉ cháy trong lòng cô. Cuộc đối đầu giữa một bên là Phong Tiêu Thanh độc ác đầy thủ đoạn và một bên là Kha Oánh nhỏ bé yếu đuối cuối cùng sẽ ra sao? Diễn xuất gây ám ảnh của cha nam Bành Quán Anh. Lời cảnh báo cho những ai có ý định muốn xem Vật Trong Tay đó là hãy chuẩn bị cho mình một tinh thần thép và một trái tim thật khỏe vì chắc chắn bạn sẽ phải giật mình thon thót trước mỗi lần xuất hiện của Bành Quán Anh đấy. Trong phim, Bành Quán Anh đảm nhiệm vai diễn Phong Tiêu Thanh, một tên tội phạm nguy hiểm. Nam diễn viên đã thành công lột tả nét biến thái, độc ác của đệ nhất cha nam qua từng cử chỉ lời nói và đặc biệt là ánh mắt. Những thủ đoạn mà Phong Tiêu Thanh sử dụng đối với Kha Oánh cũng vô cùng tàn nhẫn. Từ việc tặng Kha Oánh hộp quà bên trong đựng đầy những tấm ảnh về buổi gặp gỡ đầu tiên khiến cô bị ám ảnh cho đến việc đặt camera trong nhà để theo dõi hành tung của Kha Oánh. Mọi việc đạt đến đỉnh điểm khi Phong Tiêu Thanh cho người cưỡng bức tập thể Kha Oánh, hại cô bị hành đến tơi tả. Ai nấy sau khi chứng kiến những thủ đoạn của Phong Tiêu Thanh trong các tập đầu Vật Trong Tay đều cảm thấy phẫn uất, khiếp sợ thay cho Kha Oánh. Thậm chí là còn nguyền rủa Phong Tiêu Thanh, khiến người xem đạt đến được những cung bậc cảm xúc như này. Bành Quán Anh đã thật sự thành công với vai diễn Phong Tiêu Thanh rồi đây. Nữ chính thảm nhất màn ảnh, hành trình hạ bệ cha nam vô cùng gian nan. Trong Vật Trong Tay, Thái Văn Tịnh vào vai Kha Oánh. Cuộc sống của cô nàng tưởng như vô cùng hoàn hảo khi có một công việc giảng dạy ổn định tại trường đại học, một người bạn trai yêu thương cô hết mực. Cho đến khi Kha Oánh đụng độ thân Thế Kiệt, mọi thứ thuộc về thế giới riêng của cô đều bị đảo lộn. Kha Oánh liên tục bị hắn ta hành hạ về cả tinh thần đến thể xác, trở thành một món đồ chơi của hắn ta, bị hắn ta sai bảo nhưng không thể làm gì để phản kháng lại. Chỉ mới trong 6 tập đầu thôi mà cô nàng đã bị Phong Tiêu Thanh hành cho lên bờ xuống ruộng rồi. Nghe chừng quãng đường hạ bệ cha nam có vẻ còn nhiều vất vả lắm đây. Tên nhân vật được thay máu hoàn toàn. Với kịch bản đầy máu me, Vật Trong Tay không những phải đổi tên sang Dưới Ánh Mặt Trời mà còn phải thay máu toàn bộ tên các nhân vật thì mới có thể vượt qua kiểm duyệt. Nam chính Phó Thận Hành khi lên phim sẽ có tên là Phong Tiêu Thanh. Nữ chính Hàng Nhiên đổi tên thành Kha Oánh và nam phụ Lương Viễn Trạch sẽ được đổi tên thành Dương Vũ Trạch.
Tuy nhiên, phần cốt truyện vẫn sẽ được giữ nguyên, thậm chí được bổ sung thêm màu sắc hình sự logic hơn. Chắc chắn cứ xem là cuốn không dứt được. Sau 6 tập đầu tiên, phản ứng mà Dưới Ánh Mặt Trời nhận được từ khán giả phản ứng vô cùng tốt. Từ khóa Dưới Ánh Mặt Trời phát sóng leo thẳng lên vị trí number one hot search. Từ khóa Bành Quán Anh rất hợp Phó Thận Hành nằm ở vị trí number 11 hot search. Trong khi đó, từ khóa Dưới Ánh Mặt Trời đổi tên nhân vật cũng chễm chệ ở vị trí number 20 hot search. Dù bị đánh giá là phá nát cả nguyên tác, đến cả tên nhân vật cũng thay đổi, nhưng Vật Trong Tay vẫn nhận được 8 trên Duban, một con số khiến nhiều người phải trầm trồ. Không phải tác phẩm đầu tư lớn, lại không có các diễn viên hạng A đình đám tham gia, thành tích mà Dưới Ánh Mặt Trời đạt được khiến khán giả phải trầm trồ. Đa phần người xem đều cho rằng phim bám sát nguyên tác tiểu thuyết, nam chính Bành Quán Anh khá phù hợp với hình tượng Phó Thận Hành, Phong Tiêu Thanh. Ánh mắt u ám pha chút biến thái của anh chàng khiến khán giả vừa phấn khích mà cũng vừa sợ hãi. Trước đó, một cảnh trong phim Vật Trong Tay bị rò rỉ. Xem qua cảnh quay này, khán giả càng thêm khiếp sợ bởi ánh mắt biến thái mà nam chính dành cho nữ chính. Còn nữ chính lại thể hiện sự lo lắng hoang mang tột độ trước người đàn ông máu lạnh đang đứng trước mặt mình. Trên mạng xã hội, nhiều người đánh giá rằng cảnh quay này khi được phát sóng nhất định tạo thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Hiện tại vẫn chưa biết Vật Trong Tay có dùng cảnh cưỡng hiếp này hay không, nhưng nếu bị cắt, cả bộ phim sẽ bị biến thành nội dung khác hẳn. Bởi tình tiết cưỡng hiếp này chính là nguyên nhân để biến nữ chính từ cô gái hiền lành ngây thơ trong sáng thành người kiên cường mạnh mẽ. Ở nguyên tác tiểu thuyết Vật Trong Tay, nội dung xoay quanh cô gái trẻ hiền lành tốt bụng là Hà Nghiên. Và một buổi tối nọ, khi Hà Nghiên lái xe đến thăm bạn trai Lương Viễn Trạch, rồi đi qua con đường vắng thì bắt gặp nam chính Thẩm Chi Tiết đang gặp nạn. Cô dừng xe để cứu Thẩm Chi Tiết thì phát hiện đây chỉ là cái bẫy. Thẩm Chi Tiết cùng hai tên thuộc hạ đang bị truy nã, anh ta muốn thủ tiêu Hà Nghiên nhưng thuộc hạ lại muốn cưỡng bức. Cuối cùng, Hà Nghiên đã bị đám đàn ông này làm nhục. Trong lúc tên thuộc hạ đang mải mê với cơ thể cô thì Hà Nghiên vùng lên, dùng dao giết hắn rồi đâm nam chính Thẩm Chi Tiết bị thương. Sau đó cô phóng xe đi, thoát khỏi đám người đáng sợ. Về sau, Thẩm Chi Tiết thoát khỏi án tử hình nhờ có ông bố là trùm xã hội đen núp bóng doanh nhân lớn. Thẩm Chi Tiết quay lại cuộc sống đời thường với tên gọi mới là Phó Thận Hành. Hắn ta ngồi vào chức tổng giám đốc một công ty và quyết hành hạ Hà Nghiên để trả thù. Hàng loạt hành động ác độc bắt đầu khi Phó Thận Hành hạ thuốc mê rồi quay clip sex của Hà Nghiên, bắt cô làm gái gọi, cưỡng ép cô buộc cô ly hôn với chồng là Lương Viễn Trạch. Về sau Hà Nghiên quyết tâm vùng lên và khiến cho Phó Thận Hành yêu mình đến cuồng dại. Vật Trong Tay rõ ràng là cuộc đấu trí căng thẳng giữa Kha Oánh và Phong Tiêu Thanh. Bộ phim đang được đông đảo khán giả khen ngợi vì diễn xuất quá đỉnh của các diễn viên, hứa hẹn sẽ là cú hit màn ảnh nhỏ sắp tới. Phim lên sóng vào thứ Bảy Chủ Nhật và thứ Hai hàng tuần.